999 lá thư gửi cho chính mình, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bức thư thứ 86, cảnh sắc đẹp nhất của đời người nên là sự cố gắng. Cố gắng là một trạng thái tinh thần của cuộc đời, là cảm xúc ban sơ của sinh mệnh. Là một người cố gắng, có thể nói đó là mục tiêu thực tế nhất của cuộc đời.